Xin chào tất cả các bạn, mình đang có mặt tại Bệnh viện Thẩm mỹ NCAT. Và hôm nay thì mình muốn chia sẻ đến với các bạn về những cái quy trình cần phải chuẩn bị trước khi phẫu thuật gây mê tại NCAT nhé. Điều đầu tiên chúng ta cần chú ý đấy là mình cần phải nhịn ăn và uống trước phẫu thuật 6 tiếng. Ví dụ mình làm phẫu thuật vào sáng sớm ngày mai thì sau 12 giờ đêm hôm trước thì tuyệt đối không nên ăn và uống. Điều thứ hai đấy là mình cần tẩy rửa sơ móng tay và sơ móng chân sạch sẽ. Điều thứ ba là cần phải tắm rửa và vệ sinh cá nhân từ ở nhà. Điều thứ tư đấy là nếu như mình có đồ trang sức giá trị và tiền bạc thì cũng nên để ở nhà hoặc là đến NCAT và đi đến quầy tiếp tân để được các bạn nhân viên ký gửi đồ. Điều thứ năm đấy là trước phẫu thuật 3 ngày các bạn không nên uống aspirin. Điều thứ sáu đấy là khi đến bệnh viện thẩm mỹ NCAT thì các bạn sẽ được dẫn đi làm những cái xét nghiệm, ví dụ như là đo điện tim, chụp X quang hay là xét nghiệm máu để đảm bảo rằng mình có đủ sức khỏe trước khi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Và điều thứ bảy cũng là điều cuối cùng, đấy là nếu như mình đã có những cái bệnh lý hoặc là những cái tiền sử phẫu thuật trước đây thì nên trao đổi với bác sĩ để được bác sĩ tư vấn cái cách thẩm mỹ tốt nhất. Và vừa rồi là 7 điều mà các bạn cần phải chú ý trước khi phẫu thuật gây mê tại Bệnh viện Thẩm mỹ NCAT. Nếu như mà còn câu hỏi là những thắc mắc gì thêm thì các bạn có thể inbox vào trang fanpage của NCAT để được các bạn chuyên viên bên mình tư vấn và giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.